Sau nhiều ngày chờ đợi thì cuối cùng khán giả thành phố Hồ Chí Minh sẽ được gặp lại nữ danh ca Khánh Ly trong đêm diễn Khánh Ly 55 năm hát tình ca diễn ra vào tối nay. Với giọng ca 72 tuổi này được hát và hát giữa thành phố Hồ Chí Minh luôn là một điều đặc biệt. Trở về thành phố Hồ Chí Minh lần này, Khánh Ly mang tâm trạng của một người lâu không gặp lại bạn cũ. Nếu như Hà Nội gợi nhớ cho Khánh Ly về những năm tháng ấu thơ ít ỏi, thì thành phố Hồ Chí Minh là nơi giúp bà thành danh và trở thành nữ hoàng chân đất trong lòng bao thế hệ người Việt. Gặp nhau không phải để thấy đẹp hơn hay hay hơn, mà gặp nhau là tìm thấy cái kỷ niệm ở trong nhau thôi. Mọi người đều nhìn thấy ra mình một thời nào đó, mà cái thời đó không thể tìm lại được nữa nếu mình không gặp những cái người mình đã coi như là một kỷ niệm. Đêm ở Sài Gòn là cái đêm gặp lại người xưa, mà người xưa thì mình phải có điều gì mới. Và họ đến mặc dù mà mang tâm trạng hoài niệm như vậy, nhưng mà họ vẫn thấy được cái điều mới mẻ và cái sinh khí, cái năng lực cũng như là cái cảm xúc của Khánh Ly thật là mạnh mẽ. Chủ đề chính của live show tại thành phố Hồ Chí Minh vẫn là nhìn lại hành trình 55 năm hát tình ca của nữ danh ca. Đồng hành cùng với Khánh Ly trong chương trình còn có những đồng nghiệp thân thiết như ca sĩ Quang Thành, ca sĩ Kim Anh. Tôi đã hát nhiều lần rồi ở bên Mỹ, bên Âu Châu và Úc Châu, 50 tiểu bang Mỹ cũng đi hết rồi. Nhưng mỗi lần hát chung với các chị, nhất là chị Khánh Ly, thì mình cảm thấy cái gì đó mình hân hoan lắm. Mình rất là mãn nguyện, vì không bao giờ tôi nghĩ rằng mình được cái cảm xúc đó. Hơn 600 vé của đêm diễn tối nay đã được bán hết. 40 năm qua đi, khán giả thành phố Hồ Chí Minh vẫn đợi Khánh Ly như cách họ đợi để nghe bà hát ở quán văn ngày nào.